Lời nói đầu tiên cho phép em Phi Phạm và em tên là Huỳnh Trân xin được gửi lời chào thân thương nhất tới năm vị ban giám khảo cùng với tất cả các khán giả đang ngồi có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và ca khúc tiếp theo của em xin được gửi tới là một ca khúc của nhạc sĩ Quốc Bảo, Em Về Thành Khôn.